Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Figure. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một figure tỷ lệ 1/6 của hãng Dark Round Story series Dark Blood. Thì đó là Zebra. Đây, một gã hề. Rồi thì đầu tiên thì là ở trong hộp á, thì nó sẽ gồm một cái quyển comic để giới thiệu về nhân vật Zebra. Đây nha. Thì cái lần này nó có tiếng Anh luôn, cho nên các bạn có thể dễ dàng đọc và tìm hiểu thêm về nhân vật Zero. Rồi đây nha. Mình sẽ mở mấy vài trang cho các bạn xem. Rồi, tiếp theo bên trong thì đây nè, có một cái bản hướng dẫn của để tháo lắp pin vào cái base của Zebra, và mà cách để tháo lắp cái pin ở trong cái đầu để cho hai cái mắt của Zebra nó có thể sáng lên nè các bạn ơi. Rồi, cái cách đặt xa bàn luôn nha. Rồi, tiếp theo nữa, đây là figure hôm nay của chúng ta nè. Đây, một gã hề. Nhìn trông rất là đáng sợ ha. Đây. Rồi, thì quần áo thì làm bằng simili ha các bạn ha. Rồi, tiếp đến là gồm có 4 bàn tay của Zebra. 2 bàn tay này dùng để nắm con rối nè. Đây nè nha. Rồi kế đến nữa là hai bàn tay dùng để cầm vũ khí của Zebra. Rồi đây nè nha. Rồi. Đây tiếp theo là cái mặt nạ của Zebra ha các bạn. Đây nè, mặt trước mặt sau đây nè. Rồi cuối cùng ở lớp thứ nhất là có một cái áo choàng của Zebra nha. Ở trên nè có mấy ít cái sợi cái áo choàng lông đây nè. Rồi cái đây ở dưới có mấy cái lục lạc luôn. Rồi ở lớp thứ hai. Đây là tổng thể lớp thứ hai các bạn. Thì đây gồm một cái remote nè, để mở đèn nè, tăng giảm cái công suất đèn của cái bay. Đây là cái base của Zebra. Đây, nhìn trông rất là đáng sợ ha. Xung quanh là có những cái hình đầu lâu. Rồi ở dưới thì có đây nè, có mình có thể thay pin ở dưới này. Nó xài pin 3 cục pin 2A. Đó. Tiếp đến nữa là cái thanh chống của Space ha. Lần này thì có cải thiện nè, nó làm bằng kim loại và ở trên nó có một cái cục nam châm để mình có thể lắp lên base và mình để giữ cho Zebra có thể đứng được. Rồi, ở đây là Zebra đây có một cái xe đạp nữa ha các bạn. Cái xe đạp này có thể mình quay bánh đây nè. Xe đạp này như những cái xe đạp ở trong rạp xiếc á. Rồi tiếp theo nữa là đến cái phần này cũng khá là thích luôn. Đây là cái búa tạ của Zebra nè. Ở trên này
đó, hai bên đầu này nữa, cái họa tiết, cái hoa văn của nó là nó hơi là bén, hơi bén nha các bạn, nên là có phải các bạn phải cẩn thận một xíu, có thể là đụng vào có thể rách tay luôn á. Rồi ở trên này là những cái họa tiết hình đầu lâu nè, rồi làm khá tỉ mỉ luôn. Rồi tiếp đến nữa là đây là con rối của zebra ha, đây nè con rối đây. À. Rồi, đây là toàn bộ cái phụ kiện của Figure Zebra ha các bạn. Thì chắc bây giờ thì mình mặc đồ cho Zebra và để chân lên cho các bạn xem thử ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video ha. Nếu có câu hỏi gì các bạn cứ comment ở bên dưới ha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nha. Xin chào tất cả các bạn.